anh Phan Thành Tấn, một tay săn chuột đồng có tiếng ở vùng Bến Gỗ, Đồng Nai, thường tổ chức những cuộc săn chuột theo mùa. Khởi đầu mùa săn thường là giữa vụ lúa đông xuân, kéo dài cho tới khi lúa trổ đều, chín vàng và thu hoạch. Thời điểm này, chuột tăng trưởng nhanh vì có nhiều thức ăn trên ruộng. Theo dấu đất đùng, anh Tấn cùng nhiều người săn chuột khác xẻ cắt bao cù tạo thành những vòng tròn, rồi từ từ đào hang cho tới khi phát hiện chuột. Mỗi hang có khi đến gần chục con. Để bắt trọn ổ, anh Tấn dùng lưới bao thành vòng lớn bên ngoài, sau đó cùng một hoặc hai người khác chui vào bên trong bắt chuột. Như ở miền Đông tôi thì tôi theo tôi biết á, thì chỉ có hai loại, ví dụ con chuột đồng là con chuột vàng, còn như ở miền Tây là kêu bằng chuột cơm. Còn cái con chuột mà ở miền Đông mình kêu là con chuột gà sóc á, còn ở miền Tây người ta kêu bằng con chuột ba lông. Đó, nói hôm nay nó như vậy, ở miền Tây nó kêu khác, còn ở như miền Đông nó kêu khác. Đó thì nó phải là nó phân ra hai loại nó là vậy. Ở Đồng Nai, nói đến món chuột đồng phải đến các quán đặc sản nổi tiếng ở Bến Gỗ. Do nguồn chuột đồng tại địa phương không còn nhiều, nên hầu hết nguồn cung cấp cho các quán ở đây hiện nay đều đặt mua từ miền Tây. Giá chuột đồng tươi sống rất bình quân, từ 25 đến 30 ngàn đồng một ký. Tuy nhiên, làm thịt chuột không hề đơn giản, bởi chúng có đặc điểm răng rất nhọn, nếu chưa quen sẽ dễ bị cắn. Qua bàn tay chế biến khéo léo, sáng tạo của các đầu bếp, chuột đồng trở thành nhiều món ăn nhớ đời cho bất cứ ai đã từng một lần được thưởng thức. Tức là ta ăn nhiều món quá mình không biết có chuột có bổ hay không, chứ thực tế là mình ăn thấy ngon miệng thì chắc nghĩ là có bổ. Không, thường thường là các quán theo như sáu quán nghĩ là không ai dám làm chuyện đó đâu, tại vì những con chuột đó khó ăn lắm mà mình mần nó hôi lắm, thành ra không ai sử dụng nó được đâu. Tất cả là buộc lòng phải xài con chuột đồng của mình. Chứ họ cũng nghĩ không dám bắt con chuột ở để bán nữa. Tại vì quán người ta sống lâu dài chứ đâu không ngày một bữa gì. Nếu mà làm lỡ người ta biết được thì ai tới đó mà ăn nữa. Ngoài việc bổ dưỡng, thịt chuột đồng còn giúp chữa được một số bệnh như hen suyễn, tê bại. Song thực khách vẫn nên cẩn thận khi lựa chọn sử dụng loại thực phẩm đặc sản này. Hiện nay, hầu hết các cánh đồng trồng lúa đều sử dụng nhiều loại phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất. Nên nếu chuột ăn phải và không may lại vào quán lên bàn, sẽ dễ gây ngộ độc cho người dùng. Ngoài ra, ở chuột cũng tiềm ẩn mầm mống một số loại bệnh, chẳng hạn dịch hạch. Do vậy, dẫu là món ngon mộc mạc, chân chất của ruộng đồng, nhưng để đảm bảo an toàn thực phẩm, khi ăn, thực khách cần xem qua chuột sống trước khi đồng ý cho quán chế biến.